Tiểu đường gì? Đó kìa, một người bệnh tật gì kìa. Thôi đợi đợi đi. Coi chừng tụi nó dụ nha. Ghê lắm, tụi này nó dụ ghê lắm. 3, 4 ngàn. Nhất là thằng Ben á, dụ ghê lắm á. Mua cho ba đứa đứng cái đi, để hai về bắt công đội nữa nè. Nói chuyện Nguyễn ơi. Cầm cái chốt đi, bỏ xuống dưới. Rồi đi đi. Rồi lấy mày đi. Lấy đi. Mì đến đây nè, cái mì màu hồng nè bé, mì hảo hảo á. Lấy đi. Lấy bún hủ đi. Bún nào? Đó, mì hảo hảo màu hồng đó. Màu hồng quá. Bún hủ. Rồi, ấy vậy. Đẹp quá nè. Nó lại đau. Đây 130. Nhìn đẹp 130. Quá. 130 chiếc mì ở đây nè. Đó. Đó Omichi kìa Ben. Ben. Lấy đi, lấy cái mì Omichi đó đó. Lấy mỗi màu gói đi. Một gói. Lấy một màu một gói. Ở dưới xe. Rồi lấy thêm mấy màu kia, màu xanh nữa kìa, màu đỏ kìa. Ơi, lượm lên kìa. Cái màu đỏ, màu xanh nữa kìa, kéo lên đó, màu xanh. Màu xanh phía này, con không biết màu xanh hả? Ừ, đúng rồi đó. Bỏ vô. Được mấy gói rồi, ba gói rồi phải không? Màu tím đây, màu tím lấy chưa? Màu tím lấy rồi. Ờ. Thấy rồi. Thấy rồi, vậy đi qua đây. Rồi lấy đi. Thấy rồi. Thêm một màu xanh kìa. Màu xanh đó, đúng rồi đó. Rồi. Ok. Đẩy lên cái quầy gương cho bà ngoại chắc có trời rau á. Sorry. Thank you.